võ thuật đặc nhiệm Triều Tiên thực sự cao siêu đến đâu? Thứ võ công không quá nguy hiểm trên sàn đấu thể thao lại là vũ khí giết địch thủ hiệu quả của đặc nhiệm Triều Tiên và từng khiến Hàn Quốc khiếp sợ. Theo lời kể, một lính đặc nhiệm Triều Tiên từng hạ gục tới 3 biệt kích Hàn Quốc chỉ trong vòng 10 giây. Vậy là thứ võ thuật đặc nhiệm Triều Tiên sử dụng có gì khác biệt mà lợi hại đến như vậy? Ông Lee Jong-guk, một cựu binh đặc nhiệm, vệ sĩ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết đó chính là nhờ Taekwondo cùng quá trình tập luyện thể lực ý chí vô cùng gian khổ. Nền tảng thể lực phong phú, ý chí rèn luyện như sắt thép. Trước khi tập luyện chuyên sâu về võ thuật, các chiến sĩ đặc nhiệm Triều Tiên được huấn luyện kỹ về các môn thể thao khác như cử tạ, bơi lội và chèo thuyền. Quá trình huấn luyện này diễn ra liên tục và kéo dài trong suốt cuộc đời một chiến sĩ đặc nhiệm Triều Tiên, giúp tăng cường sức mạnh, sức bền và sự chịu đựng. Ngay cả trong điều kiện giá rét, các chiến sĩ Triều Tiên cũng vẫn bơi lội dưới làn nước lạnh để cho tôi rèn khả năng thích nghi với môi trường và đặc biệt là ý chí sắt thép. Theo lời của ông Lee Jong-guk thì không phải sức mạnh võ thuật hay vũ khí mà chính là tinh thần mới làm nên sức mạnh của đặc nhiệm Triều Tiên. Một khẩu súng ngắn không thể giúp đem lại chiến thắng trong chiến tranh. Võ Taekwondo chỉ có tác dụng nâng cao tinh thần chiến đấu, nhưng đây là cách để các vệ sĩ phát triển lòng trung thành tuyệt đối. Khác với nhiều lực lượng tinh nhuệ khác, đặc nhiệm Triều Tiên về các nhiệm vụ đột kích, ám sát, vì thế ưu tiên kỹ năng di chuyển sử dụng ám khí. Thân thủ của lính đặc nhiệm Triều Tiên nhanh nhẹn tới mức có thể né tránh được những lưỡi phi đao ở cự ly gần. Nhưng đổi ngược lại, nếu người phi đao là lính Triều Tiên thì đối phương khó lòng sống sót. Khí công thượng thừa và ngạch công siêu hạng. Ngoài Taekwondo, môn võ thuật khiến lính đặc nhiệm Triều Tiên trở nên đáng sợ chính là khí công và ngạch công. Trong một lần cố tình phô diễn khả năng của mình, lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên cho thấy những hình ảnh của họ dễ dàng để gạch đá lên người rồi chồng cho đồng đội dùng búa đập nát. Hoặc một chiến sĩ khác cầm búa tạ đánh mạnh vào người lính đặc nhiệm Triều Tiên mà không bị xi nhê gì cả. Trong quá trình tập luyện, ngạch công cũng được đặc nhiệm Triều Tiên đặc biệt ưu tiên. Một trong những bài tập để có thân thể cứng rắn như đá là các chiến binh Triều Tiên sẽ phải gồng mình rồi để đồng đội sử dụng các khúc gỗ lớn liên tục đánh vào cơ thể. Sức mạnh thực sự của Taekwondo không giống như đặc nhiệm Hàn Quốc sử dụng loại võ thuật khác lạ có tên là Taegong Moson, Triều Tiên vẫn chỉ dùng Taekwondo truyền thống. Ở khía cạnh thể thao, Taekwondo được biết tới nhiều về các đòn chân, nhưng thực tế môn võ này có số lượng đòn tay rất phong phú. Nếu chuyên tâm tập luyện, một võ sĩ Taekwondo có thể sử dụng đòn tay lợi hại không kém một đấu sĩ quyền Anh. Khi áp dụng Taekwondo cho lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên, Taekwondo lột xác trở thành thứ vũ khí tấn công phòng ngự mạnh mẽ hơn hẳn trên thảm đấu. Những cấm chiêu có khả năng lấy mạng người trong chớp mắt cũng được các lính đặc nhiệm Triều Tiên tinh thông và sẵn sàng sử dụng khi cần thiết. Một điều nữa là vì Taekwondo có rất nhiều đòn chân, sử dụng chân là chính nên cũng bổ sung thêm cho khả năng di chuyển của lính đặc nhiệm Triều Tiên. Hoài nghi về võ thuật của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên. Triều Tiên có 20 vạn chiến binh đặc nhiệm, đông nhất trên thế giới. Tuy nhiên cơ sở vật chất, khả năng đầu tư của nước này cho một chiến sĩ đặc nhiệm không cao như nhiều cường quốc như Nga và Mỹ. Điều đó dẫn tới hoài nghi rằng liệu có phải chất lượng một chiến sĩ đặc nhiệm Triều Tiên kém hơn so với các chiến sĩ đặc biệt của quốc gia khác. Về mặt công nghệ, điều này có thể đúng vì lính Triều Tiên với số lượng lớn như vậy khó lòng đều được và được tiếp cận với các khí tài đặc biệt. Tuy nhiên hạn chế về mặt kỹ thuật lại giúp lính Triều Tiên lấy được sức mạnh từ khía cạnh võ thuật để bù đắp. Và như đã nói ở trên, với một chiến sĩ đặc nhiệm Triều Tiên, tinh thần mới là sức mạnh đáng sợ nhất của họ. Thế khi giáp mặt một đối một, lính đặc nhiệm Triều Tiên có lẽ là đối thủ đáng sợ bậc nhất trên thế giới. Lính đặc nhiệm Triều Tiên từng sang Việt Nam huấn luyện. Các chiến sĩ cảnh sát cơ động Việt Nam từng có nhiều tháng huấn luyện dưới sự chỉ dẫn của đặc nhiệm Triều Tiên. Sau thời gian đào tạo này, võ thuật và khí công của cảnh sát cơ động Việt Nam đã có một cảnh giới mới.